Hôm nay em làm video các cho bác còn đâm đi số đi PA911 50, công suất của nó 120W, chạy 8 sỏi than, rất là khỏe, rất lực. Hình thức của nó rất là mới, toàn bộ mặt mặt nhôm không có một ít vật chảy xước nào nhé. Con này có lò lướt này, hay là nó có cả nút tăng giảm âm bass này, rồi là lúc tăng giảm âm âm chép này. Con này đánh nhấn nút hai cầu loa AB này, có nút cũng tăng giảm âm lượng này, đấy, âm cao âm thấp này, rồi là cần đặt volume, nút bà lăng, đấy. Mono chép cái cần gạt này không dùng. Đây nó có một cửa vào full 1, full 2 là không dùng, dùng cho đĩa than này. Nút tuner này, Alex 1 này, Alex 2 này, Alex 1, Alex 2 này. Đó. Mặt nó rất là đẹp, không có một vết chảy xước nào. Cho của em ạ. Phần máy vẫn còn xanh nét luôn. Này được chạy 8 sổ than, nó được phủ lên được cái lớp nhôm để phủ công suất tụ nguồn rất là lớn. Đấy, nguồn cái bếp này là bếp sơn cách điện của nguồn chứ không phải là cái gì vào nhé. Đấy, phần đáy của máy có nhìn nhé, vẫn 7 màu luôn. Thân máy vẫn còn 7 màu luôn. Em để hai cửa vào, cửa tuner và cửa outlet 1 là để chạy hai đầu CD luôn. Tự hai cửa cho yên tâm. Đánh liền lúc hai cặp loa. Khung tay sắc cạnh nhá, không có một vết chảy nào. Nắp lưng của nó cũng còn rất là mới này, vuông vắn, không có một vết chảy này. Không một vết chảy nữa. Máy vẫn còn vài màu. Bây giờ em test âm thanh cho các bác nghe. Em cho đánh hai dùng hai đầu CD, một con 970 và con 911 lại vào hai cửa vào. Đấy, và đánh đôi dưới là đánh cầu B là đánh đôi đây tuần 25 DS25 BMK mắc đôi và một đôi Victor 01 bát 25, công suất của nó là 80W một thùng. À, rất là đẹp. Cho các bác thưởng thức chất âm của nó. Đánh cầu A là đôi loa Victor. Chọn cửa Audix 1.
giọng rất là mạnh, nhưng mà giảm thì giảm chết. Phần chép cũng thế, giảm đây là giảm âm bát, tăng tiếng bát. Đánh đôi loa bên dưới nhé. Đôi ta đêm nào quên đi bên nhau, thân xác đã rời. Này em, gì vang đã xa, đêm đã mưa qua, tôi vẫn một mình. Còn em, ngày ở nơi nào hạnh phúc bên nhau, hay đã sống. Số 2 thôi nhưng mà rất là khỏe. Đánh cặp B, đánh cậu A. Chiều nhìn xa đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ dáng xinh xinh một người. Được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bông biển thì gót liễu mong manh, làm sao vững sông hành. Anh e ngay gió lay lùng tầm xuân vừa hè. Chiều nào khi về vào mộng chưa tỏ lối, bên mơ đang chờ nơi, chưa thấy ai vừa ý thôi. Đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống dính ngầm vui, hạt rơi lúng hoa. Ai chẳng mong gặp bên trong cõi đời anh đây đó mười phương, gặp em anh đã thương càng thương đôi môi này, sông thương kia mắng rào rạt sông, tuổi ngọc xuân son nét nhạt đi cũng hỏi phết này. Tình em cao tôi ghi máy là 251293 nhá. Ngày lành thâm sâu 29 xe màu chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu, ta nhìn nhau kia mắt trao một. Cảm ơn các bác đã xem kênh, bác like share, đăng ký kênh giúp em có sản phẩm mới phải đăng lên. Cảm ơn anh em, cảm ơn cậu em làm bệnh tin tưởng.